củ kèn 1 inch. Nó cũng như bao nhiêu những cặp củ kèn khác, nhưng cặp củ kèn này với tôi nó là rất quý. Lần đầu tiên tôi được sở hữu cái cặp củ kèn này. Cặp củ kèn này nó cũng là một trong những cặp củ kèn lớn nhất trong dòng 1 inch của Antech. Nó từ lực của nó là 15.250 gâu, nó giống của 802D, 808-8A, 802-8G, 802-8D. Đấy, từ lực nó đều là từ lực 15.250 gâu. Nhưng cái cặp này nó là cặp 808-8Z. Đó, bạn nhìn xem. Đấy, 808-8Z. Cái khối thép này để nó bọc cái khối lượng alico ở trong ấy. Đây là một cái vỏ bọc cái khối lượng alico ở trong này. Nó bằng đồng. Thường thường những củ khác, những củ 808 hoặc những củ khác ấy, nó là bằng sắt, bằng thép thôi. Nhưng củ này nó bằng đồng. Khi nó chớt cái sơn này ra nó bằng đồng. Cái nước sơn nó rất mỏng. Nó rất mỏng nên ra là nó qua 5 tháng là nó xước ra. Nó xước ra thì thể hiện nó màu vàng, bạn nhìn thấy màu vàng này. Đấy, nó bằng đồng. Đó. Cặp củ này nó rất đặc biệt nha các bạn nhé. Lần đầu tiên tôi được sở hữu nó, trước đây tôi cũng đã quay bay, tôi cũng đã đấu rồi, nó đến về đến Việt Nam nó phải tính đến tiền nghìn đô đấy, nhưng mà không đấu được, cuối cùng là kinh bên nào đó người ta đã mua mất. Nó là cặp củ kèn cổ như cặp củ kèn 802D đời đầu. Về cái đời 802D đời sau ấy thì nó màu xanh ngọc, còn 802D đời đầu thì nó màu xanh như thường như này, xanh này xanh bộ đội như này. Đó. Cặp củ này nó là cặp 16 ohm. Các bạn nhé, nó mình là quý. Quý nó ở chỗ 16 ohm. Và nó liền lạc, nó đi theo diaphragm và củ, nó đi theo một bộ complex chứ không bị sai lệch, không bị dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Đó mới là cái quý hiếm. Đây, quận dây mà Antech luôn tự hào là quận dây của giọng nói nhà hát. Các bạn nhìn này. Đó, cái phần dây này này. Nó quấn ấy, nó nhiều hơn 8 ohm. 16 ohm nó quấn nhiều hơn 8 ohm. Đó, nó dày hơn. Thế là bề rộng nó rộng hơn, còn 8 ohm nó mỏng hơn, nó ngắn hơn. Hai cái diaphragm này nó như mới tinh. Nó đi theo cặp củ này mà tôi đo trên đồng hồ của tôi một chiếc là 9,9 và chiếc là 10,4. Đó, nó quý ở chỗ đó. Còn bình thường những cặp như thế này, nó là cặp 808-8A, 807-8A thì nó chỉ đo dao động từ khoảng 6,2 đến 7,1 đến 7,2. Tức là nó là củ 8 ohm. Còn đây đặc biệt, nó là củ 16 ohm. Nếu như bạn nào thích chất âm mộc mạc, trầm dày và cũng không có kém một tí nào giải chép cả, đặt vào khi người ta lắp tăng cường này vào ấy, cái giải chép nó lên rất tốt, giải tép giải cao lên rất tốt, cũng đạt được giải từ 500 đến 20.000 theo như thiết kế của hãng. Nhưng cặp này nó hay là đi theo cấu hình của 16 ohm. Đó. Tức là tôi nhắc lại là một bên diaphragm này tôi đo đó là 9,9 và bên là 10,4 ohm. Đó. Và cái dây này bạn nhìn lại này, cái dây nhá. Cái dây của 16 ohm mà nó quấn cái bản này nó rộng hơn. Đấy, vì nó lượng dây nó nhiều hơn dây của 8 ohm. Đó. Hai bộ diaphragm như mới tinh. Lần đầu tiên tôi được sở hữu một cặp củ kèn quý như thế này. Đó. Tức là thường thường cái khối thép này để nó bọc cái lam châm Adico ở trong cái này thì nó bằng sắt thôi. Khi xước ra nó màu trắng, nhưng đây nó bằng đồng vàng ươm này. Đấy, vàng ươm luôn. Đó, bằng đồng. Đấy, qua 5 tháng nó có xước sát. Đấy, cái sơn nó rất mỏng. Đấy, xước sát ra một tẹo như thế này. Nó bằng đồng. Đó là đây, theo chiều này. Đó là 808-8Z. Các bạn lưu ý những củ màu xanh như thế này thì thường thường là người ta hay là 16 ohm.
thường thường nó hay là 16 ohm của anh đấy. Còn nếu những củ màu xanh như thế này mà đo 8 ohm thì chắc chắn cái ruột nó bị sai. Đó, theo kinh nghiệm của tôi là vậy. Kể cả những củ 806 hay 802D cũng vậy, thì nó đều là ký hiệu màu xanh, và màu xanh nó rất cổ. Thời đầu tiên ấy là màu xanh người ta làm, người ta sơn màu xanh là rất cổ thời đầu tiên. Những cặp này nó tương đương với những cặp cổ như những cặp 802D. Và còn quý hiếm hơn 802D, 802D các bạn kiếm còn có nhé. Anh em kiếm còn có, nhưng cái cặp 808 chữ 8Z mà nó được 16 ohm như thế này kiếm thì thực sự là không có, bởi vì là bây giờ tôi mới được sở hữu nó trong tay. Cực kỳ quý hiếm. Một cặp củ kèn rất quý giá cho một cấu hình 16 ohm. Nếu như ai đó chơi 16 ohm mà cần cái diaphragm trầm dày, trung tròn trịa, ngọt ngào thì cặp này thì là rất xứng. Đó, cái níp lưng của nó đây, lưng của nó đây. Đó. Đó các bạn nhé. Đó, lưng của nó đây. Đó. Cực kỳ quý hiếm luôn. Đó. Đó. Thêm nữa đây là cặp củ 288 trừ 8K. Mới về tôi vừa mới test bảo dưỡng cấu hình cho 8 ohm. Nam châm Alico to khủng 20.500 gâu. Rất gấu. Như nó là ferrite. Quay trở lại với bài chính. Tôi sẽ nắp lại và tôi sẽ test cho các bạn nghe thử một cấu hình này. Ví dụ như cặp này mà đi với một cái bộ cấu hình của 16 ohm như nắp bát 416A, 416Z, 416 trừ 16Z hoặc là 515 cũng được, 515B cũng được. Nó đảm nhiệm cái giải chung rất tốt, nhất là nó lại là 16 ohm thì nó là cực kỳ quý hiếm. Còn thường thường các bạn kiếm những cặp củ 808 trừ 8A thì nó sẵn vô cùng đấy, sẵn vô cùng. Từ xưa nay tôi bán rất nhiều những cặp đó rồi, nhưng bây giờ mới kiếm được cái cặp củ này phải nói là cực kỳ hiếm. Đó, bây giờ tôi lắp lại để xong rồi tôi sẽ ráp lại, tôi sẽ test cho các bạn nghe thử. Đó, đây, các bạn nhìn này, hai cái diaphragm nó đẹp như thế này, đây, đó, láng bóng, không một tì vết, giá trên một cục củ màu xanh, xanh đầy đầu, xanh bộ đội đầy đầu, chứ không phải là xanh ngọc, nó có tên là 808 trừ 8Z, đó. Đó, các bạn lưu ý những cặp củ 807 chữ 8Z nó màu xanh như này thì diaphragm nó cũng phải là 16 ohm đấy nhá, không phải là 8 ohm đâu. Còn nếu nó đo là 8 ohm thì nó là sai rồi đấy, thì nó là đã lắp diaphragm khác vào rồi đấy. Còn đúng của nó theo nguyên thủy của nhà sản xuất của hãng Antech thì nó phải là 16 ohm. Đó. Những cặp như này nó hiếm vô cùng. Tôi thấy hình như là nó sản xuất chỉ số lượng có hạn. Vì là cũng ít cặp trên 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 thị trường luôn, ít gặp trên thế giới luôn. Đó. May mắn là tôi lại mua được cặp này từ bên Mỹ, mới từ bên Mỹ về. Diaphragm vẫn là diaphragm zin xịn sò của nó, là viền fib đế dày 2 vít L1, quấn dây rất rộng, bản rất rộng, quấn rất nhiều, vẫn là dây dẹt quấn nghiêng nhưng mà nó quấn nhiều hơn gấp đôi quận dây của 8 ohm. Đó, đo một bên là 9,9 bên 10,4. Đó mới là cái quý giá của nó. Còn nếu như cặp này mà nó là 8 ohm hay 7, mấy ohm thì nó lại là tầm thường. Đó, lại là tầm thường các bạn nhé. Đó. Nếu như ai đó mà ghép lên một cấu hình 16 ohm thì cặp này thì nó là hết hết số của một inch. Một inch hết số của một inch và của 16 ohm. Bây giờ tôi lắp lại. Đó. Tôi lắp lại. Nó có khác đây nha các bạn nhé. Nếu các bạn để ý kỹ đây này. Bao giờ những cái ốc này của 8 ohm thì thường thường nó cũng là ốc 4 cạnh. Còn 16 ohm bao giờ nó chỉ là ốc 2 cạnh thôi. Đây này. Đó, các bạn lưu ý để mà nhận biết để mà mua. Còn cái này nó lắp vào qua cái đệm như này thì lắp vào nó rất an toàn. Đó. Đó. Đó, tôi sẽ ép ốc lại.
và test cho các bạn nghe thử. Một cặp cực kỳ quý giá, lần đầu tiên được sở hữu. Lắp cái này thì nó rất an toàn bởi vì nó có cái lắp đậy này, gia cường này. Nó gia cường này, trước đây tôi đã nói với cái bài này rồi, nó gia cường này nó rất hữu ích. Đó. Cuộn dây đã được tôi sấy khô, bảo dưỡng và tráng một lớp sơn cách điện để cho nó đảm bảo được không chập hôn. Dùng trong cái thời tiết Việt Nam này là nóng ẩm mưa nhiều. Đó. Rất đẹp. Đó. Đó, nó là như thế này. Đó, bây giờ tôi bắt cái lắp này vào. Đó. Đây, riêng cái dòng này thì nó lại là ốc này. Thế thôi thì bắt tạm hai con ốc thôi để đỡ phải các bạn phải chờ lâu. Đó. Tám lẻ tám trừ tám z các bạn nhé, các bạn cứ tra, anh em cứ tra trên trên mạng, rất hiếm. Mình làm, tôi làm Antech như vậy mà cũng chỉ lần đầu tiên va vào nó. Đó. Hai dây rắc cả cua nó rất xịn sò, rất mới. Đó, bắt vào như thế này. Cầm cái cặp củ này cũng không dám cầm bằng tay. Cầm bằng tay sợ cái mồ hôi nó vào nó lại thâm. Thâm vào những cái... Cái cọc đồng này của nó. Cọc đồng này này. Rất sáng, rất mới. Còn này mua bên kia về nó rất mới. Đây. Các bạn nhìn cái cọc đồng của nó nhé. Đây. Đó, tôi đã lắp lại nguyên siêu một cặp củ. Cặp củ này nó có thân hình giống hệt, không khác gì 802D. Có cái tự lực cũng như 802D, nhưng cái diaphragm của nó, diaphragm 16 ohm là viền thíp. Còn 802D là viền xéo 16 ohm, mà viền xéo 2 vít đế dày 16 ohm. Nhưng mà 802D thì nó có cái tem và nó cũng màu xanh như thế này. Đó. Ở đây, trước bên này đây. Đó, trước bên này đây. Đó, hai chiếc bạn nhìn này. Chiến Antech này, 808 chữ 8Z này. Đây như thế này, đó, đọc cái này, 808 chữ 8Z. Đó. Đó, rất đẹp. Nặng ghê đấy nha. Hai cặp củ này nó nặng phải vào khoảng 8 cân đấy, 8 ký đấy, chứ không nhẹ đâu. Đây, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi test nhá. Test cho các bạn nghe thử.
À. Ngày xưa ấy chiều xuống mờ sương cơ đông rèm buông ngồi kề bên gối tiếng rất ngọt, tiếng rất ngọt, rất sâu nhé. Đấy, tiếng rất cân hai bên như nhau luôn. Rừng lửa cháy anh còn yêu em như ngày xưa ấy chiều xuống mờ sương cơ đông rèm buông ngồi kề bên gối môi kề bên môi. Đấy. Ngực nở anh còn yêu em lòng tin dạn vỡ bạch đàn thâu đêm thì thầm tóc dù anh còn yêu em anh còn yêu em. Đến nước ngoài nhé. Rất quý hiếm. Một cặp cổ 808Z 16 ôm đây. Khối đồng bọc lấy cái khối làm châm Malico ở trong. Bọc bằng đồng. Vỏ bằng đồng luôn. Xước ra vàng ươm. Rất khề khà và rất chi là khó khè các bạn nhé. Này và đấu vào cấu hình của 16 ôm của nó rất tuyệt vời luôn đấy. Yeah. What is my baby chances? I just ask old Dr. Chow. Four by six, 6 o'clock this evening. She'd be playing a golden harp. Let it go, let it go.
khi mạt đi. She can't set, set this world. Tiếng kêu xé vải luôn. Đó, đó là một cặp cổ mà tôi mới sưu tầm được lần đầu tiên. Tôi được sở hữu một cặp cổ quý hiếm. Đó là có tên là 808-8Z, cấu hình cho 16 ohm các bạn nhé. Diaphragm 2 vít, đế dày, viền fit là 1. Đó, 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 đó. Hôm nay rất sung sướng để mà review khoe với các bạn. Ok, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video đến phút thứ 21, 22. Các bạn thấy yêu mến cái kênh của mình thì nhớ đăng ký nhá. Để có bài mới lên thì các bạn được xem kịp thời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.